Rồi xin chào chú bác mình ha. Hôm nay lên chú bác video gồm 27 mã hàng như thế này. Đó, em xả hàng giá rất là tốt kìa nè. 1-200 đến vài 300 thôi nè. Giá rất là rẻ, thời điểm khó khăn em bán giá rất là rẻ nha. Quý chú bác mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192035. Em tên Nghiệp. Lưu ý là tất cả giao dịch cũng như trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại. Em không chốt đơn YouTube và cũng không bán hàng trên YouTube. Lưu ý thứ hai rất quan trọng anh em. Anh em mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Đó, trước khi nhận hàng thì kiểm tra ok hết hả nhận giùm em, tránh những trường hợp phát sinh rắc rối về sau, hoặc là cái trường hợp đặc biệt hơn nữa là anh em mình không nhận hàng được, có người nhà nhận giùm hoặc là ai đó nhận giùm mình, thì lưu ý cứ để nguyên đai nguyên kiện đó giùm em đó. Còn người nhận thì cứ quan sát bên ngoài ở góc nước gửi hàng bên ngoài nó nguyên vẹn, nhận xong về anh em mình trước khi khui hàng kiểm tra, anh em mình quay video giùm em, bật cái điện thoại lên quay video lại hai cái tem niêm phong, hai cái tem mà gọi là niêm phong giữa hai cái đầu ống anh em, nó vẫn còn đầy đủ, anh em cứ quay lại full hết trong quá trình kiểm tra hàng, quay lại full hết cho em đó. Nếu mà trong quá trình mà kiểm đó phát sinh ra những cái vấn đề gì đó là anh em mình sẽ không bị thiệt thòi nha, lưu ý cho em. Còn ngoài ra những cái trường hợp anh em mình tự nhận về không có video mà cũng không có kiểm hàng về, những trường hợp đó anh em mình tự xử, tự chịu trách nhiệm, em không giải quyết hàng, em bán ship code, nhận hàng kiểm tra xong em không còn trách nhiệm, là như vậy để khỏi phải thắc mắc về sau nha. Em đã lưu ý như vậy rồi thì anh em lưu ý quan trọng nha. Rồi về phí ship á, thì á, là 30.000 trên một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn, tất cả đơn hàng mình đều ship nhanh, ship quả tốc, nhận hàng kiểm tra hai đơn sẽ bao ship. Rồi không mất nhiều thời gian nha, cái mã đầu tiên em lên cho quý anh em chú bác mình, đây là combo cần rút mini nha, cái cây này đi bị mất nút đít anh em ơi, nhưng mà cần nguồn rất là mới nè, cái cần 2m1 nè, cần chất liệu là phíp nha, khoen dòng sứ đá trắng nè, cứng khoảng 20 nè, 2m1 nha. Con máy của mình đây là con máy hãng của Onsu Star. Con máy này hàng của Nhật nha em, sản xuất tại Korea. Con này là full carbon, hơi dơ nha em. Hơi dơ hơi bụi nha, combo này về anh em câu tẹt ga luôn nè. Cước số 3 vô tới 340 m, cước số 4 vô 250 m. Đó, máy đổ tay trái phải và mua pin sống nha. Sản xuất Korea, combo này mã số 1 em bán giá là 250.000 cho mã số 1. Mã số 2 là cho anh em mình, đây là cái cần tay lóng ngắn nha em, full bao. Cần tay lóng ngắn full bao dài 3m6 anh em, cây này là made in Korea nè, chất liệu là phíp, mới gần như chưa sử dụng. Thu gọn của mình là gần 40cm thôi nè, 38 gần 40 thôi. Mới tinh 4H nha. Nói chung là mới tinh anh em. Ha, cần tay. Em khỏi phải lăn tăn li ti gì hết. Nè, nói chung cây này em kiểm tra rồi nè anh em. Tất cả các lóng đều ok hết nè. Chất liệu là phíp nha anh em. Sản xuất Korea, cây này mã số 2. Em bán cho quý chú bác mình giá có 150 thôi nha anh em. Nút đồ bao cần đầy đủ hết. Mã số 2 giá 150. Tiếp mã số 3 là cho bác mình cây này. Cây này là cây hai khúc, cây hai chi nha nè, cây hãng con Sakura nha nè, Sakura tiền thân của thằng Gamakatsu. Bác máy Fuji nè, cây này hai khúc 2m1, cứng đồng khoảng 10 thôi nè. Nè, cây hai cái khoen thứ nhất, cái khoen thứ ba của mình nó có dòng sứ đá ruby đỏ nè. Cái thứ hai đầu bu nha. Đó, mấy cây Sakura nó có mấy đá ruby như vậy. Còn mấy còn lại là bình thường hết. Nha, thì cái cây này nó mất nút đít nè anh em. Nó có cán dưới đít nè mà nó bị mất thôi. Đó chắc là phíp nha, cây này mã số 3 em bán giá cũng 150. Tiếp tục với anh em mình cây này, cây ba khúc anh em. Ba khúc cho anh em câu ngâm, câu lăng xê, câu sông, câu hồ nè, đánh lure rê cũng được nha. Nói chung câu đa năng nhưng mà nó không phải chuyên lure, nó cũng không chuyên bộ môn hết. Chủ yếu là câu ngâm, câu lăng xê thôi. Ba khúc 2m7 hàng của Olympic nha anh em. Không, cây này 2m4 nha. Ba khúc 2m4 cứng khoảng 30-50 nha. Khoen dòng sứ đá trắng nè, bắt máy này là kháng mặn nha anh em. Đó, cái ngọn cây này của mình nó 2.6 nè. Cây này mã số 4 em bán giá 150 rồi, về tha hồ mà câu luôn, ba khúc hàng Olympic. Hàng của Olympic nha. Tiếp đây mình cây này ISO ngắn anh em, cây này 2m4 độ phân số 3 nè. Bắt máy Fuji, fan Fuji luôn nè. Đó, chất liệu là phíp nha anh em. Tất cả mình nè, fan Fuji, bắt máy Fuji hết. Phíp nha, có chạy sức ít đẹp đi nè, chạy sức ít mà đẹp nè. Đó, độ số 3 2m4 nha. Cái mã số 5 giá 150 nha anh em. Mã số 5 giá 150. Tiếp cho mình cái này ISO nha anh em, ISO fan nhỏ, bắt máy Fuji, fan Fuji hết nè, dài 4m5. Dài 4m5 nha, cái này hãng của Shimano luôn anh em. Thấy không? Cái này hãng của Shimano, tất cả Fuji hết. Đó, thì cái này là cái ISO nha anh em, fan Fuji hết, chất liệu là phíp nha, tất cả Fuji. Cái hàng của Shimano luôn, quá ngon anh em ơi. Cái này đọt khoảng số 2, số 3 luôn anh em. Hàng Shimano nha. Ngọn đây. Ngọn 1.7 đây nè, 1.7-8 rồi nè. Cây này mã số 6 nha, em bán giá là 200.000.
Tiếp tục là anh em chú bác mình, đây là cái cần tay lóng dài nha anh em. Cái này cũng hàng có thằng Shimano nó hay gì nè. Cứng đều 3H 4,5 nha, chất lượng là phíp đỏ. Có sờn độc lóng như này tí xíu nha anh em. Này. Đó, ngọn của mình là 1 ly 2 nha. Cây này mã số 7 em bán giá cũng 150. Tiếp lên cho bác mình cây này là cây 2 khúc nha anh em, cây đai hoa cho anh em mình là 1,8 nha. Cứng khoảng 60-80 anh em. Mấy cây này là anh em Phú Yên gặp mê chết bỏ. Cái gỗ nha, cây đai hoa. Phơm cần này nè, 1,8 nè. Mê chết bỏ bán có 200.000 mã số 8. Kiểu gì cũng phải mua nè, 200.000. Tiếp lên mình cây này hai chi 2 khúc hai ngọn luôn. Một ngọn cứng 15-25, một ngọn cứng 35-50. Bắt máy Fuji, tất cả fan Fuji luôn nha anh em. Cây này hãng cũng đai hoa. Dài 2m1, chất lượng là phíp hai ngọn, hàng hoàn thiện hết, rất đẹp. Rồi cây này mã số 9 em bán giá là 300.000. Lên cho chú bác mình cây này cây xích lở như này 2m7. Cây này hàng của thằng Suzumi, hãng carbon nha. Giờ tí xíu phôi trông đẹp lắm. Suzumi nha anh em, cứng khoảng 15, 2m7. Khoen của mình nè, khoen dòng sứ đá xám nha. Carbon nặng lắm, trông rất đẹp luôn. Ngọn 2 ly. Cây này mã số 10 em bán giá là 200.000. Tiếp lên chú bác mình cây này ISO khoan nhỏ nha nè. Cây này cái phôi xấu nha, chạy xước hết trơn à. Cây này mã chrome nè, nhưng mà phôi chạy xước xấu. Bắt máy Fuji, fan Fuji nha, độc 25m4. Hãng của thằng gì đây nè, carbon gì nè. Nói chung là phôi nó không được đẹp lắm, nhưng mà hàng nguyên bản nha. Tất cả mình fan Fuji hết, không lỗi không hư. Đó, lóng ở trong được nữa nè em. Góc thôi, cái góc chạy xước nhiều thôi. Trong nè cũng có chạy xước nhưng mà vẫn bóng đẹp nè. Ngọn 1,5 ly độc số 2 5m4. Cái này mã số 11 em bán giá là 300.000 nha em. Mã số 11 giá 300. Tiếp lên cho bác mình cây này nha, cây này cây 2 khúc. Cây này không phải hàng Nhật Bản nha nè, cây là hàng đời mới nha. Không biết vì sao nó nằm trộn vô trong đây, cây UL nè. Mới đứng phôi sóng 2 da luôn nè. Nó UL nha, bu chống sóng luôn nè. Không phải hàng Nhật Bản nha, em nói trước nha, không phải hàng Nhật Bản nha nè. Cây UL dài 1,8. Hàng Trung Quốc nha. Hàng tàu lao Mỹ lao đó. Nhưng mà hàng đẹp nha, nói chung cây này nếu mình ra tiệm mua chắc cũng phải 4-500 cho không rẻ đâu nè, trong khoảng đó. Cây này mã số 12 em bán giá là 200.000 nha, cây UL mới đứng. Em nói trước nha anh em là không phải hàng Nhật Bản nha. Em rất rõ ràng vấn đề đó. Anh em mà lưu ý không sáng sơ sáng sát mua mà sau này mà khiếu nại em chửi anh chịu nha. Em đã nói rồi nha. Tiếp đi mình cây này là cây hay chi nữa anh em, hay chi 2m4 nữa nè. Có 2m1 nè. Cái ngọn đó nè, làm cái gốc dài nè. Nha. Cái này là nguyên bản anh em, không có độ cho anh em, nguyên bản như vậy nha. Làm cái gốc dài cái ngọn này nó chờ. Đặc thù làm như vậy để cái gốc nó cứng, nó chỉ cầu đầu ngọn thôi. Nha, thì cây này cứng khoảng 30 anh em, 30 2m1, tất cả của mình đều là fan Fuji 6. Cây này fan Fuji 6 luôn nha anh em, chứ không phải Fuji thường đâu, fan Fuji 6. Fan này 3 fan 6 nè. Cái fan trên này để em chùi chùi cái bộ em coi đá xám hay 6 đây. Cái ngọn đá xám nha anh em, nhưng mà fan này 3 fan 6 nha. Hai cái fan này 3 là hai fan 6. Còn cái fan ngọn cái này là đá xám nha. Lưu ý giùm em, cứng khoảng 30 2m1. Cây này mã số 13 em bán giá 400.000, nó có cái bao cần này nha anh em. Có cái bao này bỏ vô, nhưng mà cái bao này chùm không hết góc đâu nè, cái góc nó lú lên nha. Để hàng về như vậy thì em để như vậy em bán cho anh em mình thôi. 400.000 nha. Tiếp như mình cây này cái súp nè, một cái súp carbon cứng 25 và 4,25 nha, một cái supercast hàng carbon nha, cũng có trẻ xước dưới góc nè. Bắt máy Fuji tem vàng, hàng made in Korea như em, tất cả mình fan Fuji đó. Có cái fan bị nứt như em nè, cái fan thứ hai bị nứt chân fan nè, mấy fan gọi là ok. Vậy anh em mình tự hàng, tự xử lý, tự dán keo lại nha. Carbon đẹp nè, em bán như này anh em mình cây này giá hết hồn nè. Đó, lâu lâu sẽ chim cho anh em mình những cái cho anh em mình giật mình chơi. Ngọn carbon sơn trắng nha, đọt 2,5 ly, cứng 25 dài 4m25, mặt số 14, 400.000, hết hồn chưa. Tiếp lên mình cây này cây 2 khúc nha em, 2 khúc 2m7, hàng có thằng Suzumi, hàng carbon nha, bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn. Cây này nó cứng của mình là cứng 80 nè, 50-80, nhưng mà cái ngọn này ngọn cứng là ngọn 80, 2m7 2 khúc nè. Fan Fuji đá xám đầu bu xích nha, đầu bu xích mới chề, fan là đá xám. Cây này hư một khoen nữa nè, hư một khoen em cho anh em những fan khác y chang cái fan zin về anh em mình tự thay vô nha. Em không có thời gian thay, em bán giá rất là rẻ, mã số 15 nha. Em bán giá cho anh em chú bác mình chỉ có 500.000 thôi nha anh em. Mã số 15 cây này nè,
em bán có 500 ngàn thôi. Cân nặng của mình là 270 g, ngọn của mình là 2 ly 4, số 15, 500 ngàn. Tiếp cây cắm gốc này nè, một cái màu xanh đột chuối nè, ngọn là ngọn xạ tinh đặc nè, gốc carbon này nè. Đó, anh em nào chuyên gặp mấy cây này nè, chuyên cầu cứng 60, dài 1m8 nha. Em nghĩ là nhiều anh em mình đang cần, đang kiếm, đang vô mùa nước lũ nè, mưa xuống cho bị vô mùa nước lũ là câu mê lắm nha. Mấy ông hai trên ngồi trên xuồng đó, trên xuồng trên ghe đầu câu đó là gặp mấy cây này mê nha, đặc biệt là dùng An Giang đâu nè, An Giang đầu mê câu mùa nước nổi nè. Rồi thì cây này cân nặng của mình là 233 g, ngọn của mình là 2 ly, cây này mã số 16, em bán giá là 500 ngàn. Tiếp theo như mình cây này nha anh em, cây này lóng dài, nhưng lóng dài ngoằng à, thu gọn của mình tới 1m38 gần 1m4 nữa nè. Cây này hãng Ruby, dài 3m6 nha, bắt máy Fuji cứng 50 3m6 nha anh em. Cây này đã lắm nè anh em, rút cây cần ra nó cảm giác nó cứng một cái cách kỳ lạ lắm kìa, mấy cái chỗ này dính keo dơ nha, cứng nảy anh em, cứng nảy thân lắm đó. Anh em là chơi cây quýnh biển, anh em mình dọc cây này nè, em nghĩ là thích hợp cho anh em mình đánh nè. Đó, hãng Ruby, cây này hàng đầu đi Nhật chứ nè, họ đi Nhật đầy đầu có tem dài nè, tất cả mình fan Fuji, nhưng mà cây này có lỗi khoen nè, nè có nước khoen này nè, có nước bọt khoen này, thấy chưa? Đó, nó có nước một khoen nha anh em, mấy khoen còn lại không có nước nha, nước một khoen thôi, nước một khoen thôi. Carbon nè, cũng có sờn xước anh em, nhiều phôi này siêu tốt luôn. Đó, anh em nào mà lấy câu thử ấy, cái cảm giác lạ lắm, nó đanh cái cần mà nó chắc kỳ cục lắm kìa. Cái này ha, cái này ngọn 2 ly cứng 50 3m6, cân nặng của mình 460 g, mã số 17, em bán giá là 500 ngàn. Mã số 17 giá 500 nha. Tiếp theo như mình, đây là cái con tai lóng dài, cái này hãng con đai qua nha nè, một cái đai qua sóng ít toàn thân, cái lóng gốc mình hơi bợn nha nè, hơi bợn hơi dơ thôi, 8m1 tầm khoảng 5h nha, carbon whisker nè, sóng 2 da. Đó, cây này có cái điểm trừ là cái đầu lóng gốc này nè, cái đầu lóng gốc của mình nó có bị một cái vết rạn nè. Đó, về anh em mình coi, mình quấn chỉ đầu lộ đầu gốc đây nè, còn mấy lóng trên không có bị. Ok hết, sắn ít nè, đúng không, thấy không, sắn là sắn gần luôn nha, này phải sắn chìm đâu, có chạy xước mà đẹp bóng lưỡng à. Sắn từ lóng 2 luôn, cái ngọn này tầm khoảng 5h cái nè, ngọn 1 ly 8, cân nặng của mình 310 g, mã số 18, 1 triệu. Đó, giá sập sàn. Tiếp lên cho bác mình cây này, một cây súp carbon nha, cây này dài 4m2 nè, cây này hãng của thằng 2Beki nữa nè. Đó, carbon sắn, anh em nào tìm cây 2Beki thì đây, bác máy Fuji tem vàng 4m2 nha, cứng khoảng 27 nè, tem vàng xuất Nhật đây, hơi dơ nha, cũng có chạy xước nha, bác máy Fuji, tất cả mình fan Fuji, đẹp không nứt không hư, carbon cũng có sờn nữa nè, sờn sờn nè. Đó, ngọn của mình cây này ngọn 2 ly rưỡi nha, cứng khoảng 27, 4m2, cân nặng của mình 399 g, cây này mã số 19, em bán giá là 600 ngàn. Tiếp lên cho bác mình cây này, đây cây cần tay lóng dài nha nè, có bao cần nha, cây này có thằng Suzumi, dài 4m5, tầm khoảng 3h nha, tem vàng nội đi Nhật đây, hàng Suzumi, một cây một màu xanh rêu nha nè, một màu xanh xanh cẩm thạch đó nè, đẹp nha, hàng nguyên bản, có sờn xước sơ sơ, ố bụi dơ bẩn, ngọn nè, ngọn nguyên zin, ngọn xanh luôn đây, thấy chưa, ngọn 1 ly, 4m5, 3h, cân nặng của mình 140 g, cây này mã số 20, em bán giá là 600 ngàn nha. Tiếp theo như mình, cây này cây lurus nha em, một cây lurus, cây này hàng có thằng Daiwa nha, một cây Daiwa Pacific Phantom, dài 3m6, size MH luôn anh em, một cây lurus nha, bắt máy Fuji Daiwa nè, bụi dơ nha. Rồi, cây Daiwa Pacific Phantom VR, cây này của mình nó 3m6 MH này nè, lua từ 10 đến 50 g, tải cá từ 10 đến 20 là bao, mắt tinh Thái Lan nha. Tất cả của mình đều là fan Fuji, thì cây này khoen của mình không đồng bộ nha em. Thứ nhất là cái fan Daiwa của mình nè, nó là line một cái fan dòng xứ Gia Quang rồi nè. Đó, khoen có hai khoen nước nha em, một khoen này nước chân nè, một khoen này nước chân nè, hai khoen này nước chân khoen nè. Có đầu bu xích môi chè. Rồi có hai khoen nước chân, tình trạng cần như vậy, carbon. Phôi đẹp nha em. Clurus 36 size MH luôn em ơi. Thì mấy cái khoen về anh em mình hàng lại, hoặc là mình cố gắng mình kiếm khoen khác, mình mua cái dạng khoen đời mới mình gắn vô mình không nha. Ngọn 2 ly 1,
căn nặng của mình 224 gram, cây này mã số 21, em bán giá là 700 ngàn. Tiếp với mình cây cần tay lóng ngắn, cây siêu phẩm cho em luôn trời, 4m1 anh em, cây Suzumi tem vàng nội địa Nhật, xoắn gân cơ bắp cuồn cuộn luôn, nó có cái liệm lỗi trừ. Lông góc thứ hai này anh em, nó gãy nè, nó quấn một cái băng keo nó dài vô nè, còn rất là dài đấy, nó gãy nè. Cái này không phải em làm nha, thằng Nhật nó về nó như trang vậy luôn á, thôi về thì mình xử lý luôn anh em, mình đôn luôn, mình đôn lại coi những cái lóng hai này, mình đôn cho nó sâu trong này luôn. Thay vì 4m1 mình câu còn khoảng chừng 3m6 3m9 gì anh em, mình đôn xuống thì cực phẩm của em mà nó bị lỗi mẹ nó rồi, hàng chuẩn nội địa Nhật luôn em, hàng của Suzumi nè. Đó, hiện tại anh em rút ra được có nhiêu thôi, về mình coi mình độ lại nó, mình độ lại mình rút ra ngắn thôi, mình giấu trong này càng sâu thì nó càng chắc chắn nha. Thì mình để gì mình câu luôn em, khỏi đổ cũng được nè, rút cái đây là chắc chắn rồi, khỏi sợ gãy chỗ này nữa. Ôi, đẹp xuất sắc luôn em, sống gân cơ bắp cuồn cuộn sắn như tập thể hình nha. Rồi, cây này em bán cho anh em chú bác mình giá là 300 ngàn nha. Anh em nào độ chế sơ sơ là khỏi độ, để gì câu luôn cũng được nè, mã số 22 nha, 300 ngàn, khỏi độ lại. Rất tiếc là một cái cần, tiếp tục như mình cây 3 khúc nè, mới tin, bao cần zin luôn. Cây 3 khúc xoắn hai da luôn nè, hãng của Suzumi nè, 3 khúc cứng 33m nha, 3 khúc mới tinh tường, còn nghe mùi nước sơn nữa. Nó giỡn thôi chứ hàng Nhật đâu nghe mùi nước sơn đâu nè, cái sơn Nhật dễ gì có mùi. Thế thôi, tất cả mình tên Fuji hết, đẹp, mới tinh, 33m, có bao cần zin luôn, thiếu cái hộp thôi. Cây này có cái hộp mới là em nói hàng 99% rồi đó. Cân nặng của mình là 405g, ngọn 2,5 ly. Cây này mã số 23, em bán giá là 700 ngàn. Nha em. Tiếp tục cho mình một cây Sub Leader nha em, một cây Shimano Sub Leader phôi sắn ít đen nha. Sub Leader này 450 luôn, dài 4,5 m, đầu cứng nghe ít là cứng khoảng 25. Cái Shimano nha em, sắn ít toàn thân nguyên zin nguyên bản 100% luôn em, xích luôn. Cây này cây cần hệ anh em. Khoảng dừng vài năm trước thôi anh em sở hữu cây này, anh em bỏ số tiền lớn hơn này gấp nhiều lần chứ không phải là số tiền ít như bây giờ đâu. Tất cả mình fan full xích nha. Không có hư fan nào hết trơn anh. Phôi sắn ít toàn thân có chạy xước nha. Thì mấy cái này về anh em muốn đẹp anh em mình sơn lại cái, anh em sơn phủ lớp phân bóng lại là bao đẹp luôn, phủ lần cái là bóng tinh tươm luôn á, nguyên zin nguyên bản này, phôi ngọn sắn ít hết. Anh em chú bác mình muốn lục đồ cần rồi quấn tầm 30m với đầu luôn nè, tha hồ đánh luôn công ngâm của lăng xê đồ lưu gần đồ bạc bãi biển đồ sắn tới ngọn luôn. Đọt 2,5 ly, dài 4,5 m, cứng 25, cân nặng mình 439g, mã số 24, em bán giá 1,7 triệu nha nè, giá có 1,7 triệu thôi. Tiếp tục như mình, cây này là cây siêu phẩm như nè, cây này có cái bao nha, cái bao của Daiwa, nhưng mà cây cận trong phải nha, cây cận trong hãng con Yamaga như nè, cây 2 khúc. Anh em mà quấn cá lóc thì quấn cá rừng rồi người thì gặp cây này thì đi đâu nổi đâu nè, mê bỏ ăn luôn. Cứng rất cứng luôn, cứng khoảng xài hắc anh em, mà nó nhẹ, hãng con Yamaga nè. À, em sẽ tặng anh em cái bao luôn này nha, cái bao cần anh em lấy cái này tặng luôn nè, rất là mới luôn này anh em, fan là fan titanium luôn nha, titanium nha, nó Fuji titanium, một cây Rebel luôn chứ phải cây Yamaga đâu nè, cây Rebel luôn nè, Replay nè, Yamaga là bình thường, cây này còn giữ hơn cây Yamaga nữa. 3m3 nha, cây Rebel nè, Rebel Fishing nè, cây này 10 mấy triệu anh em, có rẻ đâu, mới tinh nè, fan titan luôn, thông số nè, nhìn em nhìn nhức răng, còn 3m3, 3m3, zip 100g, mát nhất, tải cá 40 là bao, bộ xích chống sắn, mới tinh nè anh em chú bác mình ơi, ai đang có nhu cầu thì mua cây này nha, giá em nó giá là rẻ, rẻ cực kỳ cho anh em mình luôn, 288g, 3 ly, rất là cứng nha anh em, xài hắc. 3m3, cây này mã số 25, em bán cho bác mình giá chỉ có 7 triệu thôi nha em, lưu ý nha, chỉ có 7 triệu thôi nha, còn cái giá trị thật thì anh em mình cứ tìm hiểu thử đi, để anh em mình biết nó là cái hàng thuộc cái phân khúc nào, hàng cao cấp, nó mắc tiền cái cỡ nào, nằm phân loại nào, cho anh em cứ tìm hiểu đi. Còn anh em mình biết gì nó rồi thì mình không có quảng cáo thêm nữa, đã chơi nó rồi, cái dòng Apple biết rồi thì không có quảng cáo nữa nha. Em bán giá em nói là chỉ có 7 triệu thôi đó, chứ không phải là bán giá 7 triệu đâu, bán chỉ có 7 triệu.
Rồi, anh em nào quan tâm thì mua nha, thì mã số 25. Đó, đặc biệt là anh em mình chuyên đi đánh rừng rồi đó, unlock rừng rồi đó, hoặc chuyên luôn gần rồi đó. Nhưng mà thêm đi ta. Chỉ có 7 triệu. Tiếp, lấy thêm con máy này đi kèm là quýnh Luger nó bá đạo luôn nè. Con máy mới tinh Shimano Sinpower đúc 6000 HG nha anh em. Chuẩn lấy Nhật về. Thông số căn bản mình nằm đây nè. Trên hộp nè. Trong hộp đi kèm là có cả cái máy luôn nha em. Một cái bao máy zin luôn nè. Phụ kiện đi kèm đây. Đọc sách giấy tờ đi nè. Đó. Đẹp lắm anh em ơi. Em sẽ show cho anh em mình body đít trước nè. Đít đẹp nè. Cũng có chạy xước đít nè. Đít đẹp này nha. Soi gương được luôn nè. Đó. Và thứ hai cái tay quay máy đẹp luôn nè. Cái thứ ba là có viền body nè. Chạy xước một xíu xíu chỗ này nữa nè. Đẹp luôn nè. Ít lắm nè, nó cắn chỗ này nó có cắn cắn tí xíu nè. Viền cối nè, đẹp luôn nè. Nó size 6000. Mượt thì khỏi phải bàn. Thấy à? Rồi, con này mã số 26, 5,5 triệu. 5,5 triệu nha anh em. Con này bình thường là em phải bán giá là 6,2 triệu. Nó mới đúng giá trị của con Twin đẹp như thế này, có thể là bán được 6,5 triệu luôn anh em. Nhưng mà thời điểm này em nương giá cho anh em mình rất là nhiều. Em bán chỉ có 5,5 triệu thôi, mã số 26 nha. Đó. Full hộp luôn, phải con máy không, nếu mà con máy không là em sẽ bán 5 triệu rồi. Không có cái hộp thì em sẽ bán 5 triệu, nó sẽ mất giá trị. Còn cái hộp em bán 5,5 triệu, tại vì em lấy về giá cao lắm anh em. Không có rẻ đâu, con máy bây giờ không có rẻ. Rồi, con máy cuối cùng là con máy đập trâu nha. Một con Daiwa Mili Long Max GS9. Con này size nó khoảng 10.000. Máy to chà bá nha nè, full kim loại toàn thân hết, bản gold luôn. Còn full cuộn dây này, cuộn dây này về anh em câu được luôn, dây mới tinh. Khỏi phải kiếm dây khác thay vô gì hết nha anh em, lấy dây này câu luôn. Bắt in ra bằng đổi tay trái phải, mua bình sóc. Đẹp, hoàn thiện. Rất là mượt luôn. Size khoảng 10.000. Cước số 16 vô 170m anh em. Mình biết khủng không? Con này mã số 27 nha, em bán giá 700. Đây là tất cả mặt hàng hôm nay. Em mua hàng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035. Em tên Nghiệp, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào. Chúc anh em mình sức khỏe, may mắn và thành công. Mọi việc đều thành công. Xin chào.